Nhận định bóng đá Luân bất với Paris Saint-Germain. 23 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7, mục tiêu của Paris Saint-Germain ở loạt chạy đà lần này là những thử nghiệm để sẵn sàng bước vào mùa giải mới 2019-2020. Do đó, trước một đội chủ nhà Luân bất đến từ hạng 2 của Đức, đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ nghiền nát đối thủ theo cách mà họ từng vùi dập Dynamo Dresden cách đây 3 ngày. Cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Xin cảm ơn. Không Neymar, không Edinson Cavani, cũng không Di Maria, nhưng hàng tấn công của Paris Saint-Germain vẫn tỏa sáng trước Dynamo Dresden ở trận giao hữu đầu tiên với 6 bàn thắng. Ngôi sao sáng nhất trên hàng công của đương kim vô địch Ligue 1 tất nhiên vẫn là Kylian Mbappe với cú đúp vào lưới đội bóng hạng nhì Đức. Ngoài ra, chân sút 20 tuổi này còn bị trọng tài từ chối một bàn thắng. Nếu không anh đã có cú hat-trick cho riêng mình. Không chỉ Mbappe, tân binh Ander Herrera cũng gây ấn tượng mạnh khi chỉ huy hoàn hảo tuyến giữa của Paris Saint-Germain bằng cách phối hợp rất ăn ý với Marco Verratti và các tiền đạo phía trên. Các trụ cột khác như Alphonse Areola, Thilo Kehrer hay Joan Bernat cũng thi đấu rất tuyệt vời. Trong khi các cầu thủ trẻ như Romaric Iapi 19 tuổi, Mitchell Baker 19, Agedin Tufiqui 22, Arthur Zang 17 cũng đều chơi rất hay khi được trao cơ hội thi đấu trong hiệp 2. Những thử nghiệm thành công cùng chiến thắng giòn giã 6-1 trước Dynamo Dresden là thông điệp mạnh gửi đến Neymar đang muốn rời sân Parc des Princes, đến Edinson Cavani đang tính chuyện trở lại Serie A và đến những mục tiêu mà Paris Saint-Germain đang theo đuổi. Dù có thể thất vọng ở mùa 2018-2019 vì chỉ giành được một danh hiệu duy nhất là vô địch Ligue 1, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Tuchel muốn chứng tỏ được tham vọng lớn hơn trong mùa giải mới. Và tất nhiên, chạy đà hoàn hảo để có được tinh thần thi đấu hưng phấn. Duy trì thói quen chiến thắng sẽ giúp Paris Saint-Germain tự tin chinh phục những đỉnh cao phía trước. Về phần mình, Luân Bất tất nhiên không phải là đối thủ xứng tầm của Paris Saint-Germain. Đội bóng này đã bị rớt xuống hạng 2 Đức ở mùa giải vừa qua và bộc lộ rõ những điểm yếu cố hữu trước các đối thủ mạnh ở loạt trận giao hữu đầu mùa. Luân Bất thắng 3, thua 3 ở 6 trận giao hữu gần nhất, nhưng đều thắng trước các đối thủ rất yếu và bại trận trước các đội bóng đẳng cấp. Do đó trước một Paris Saint-Germain vượt trội mọi mặt, không ngạc nhiên khi chủ nhà Luân Bất thua đậm đêm nay.